giả đến ủng hộ chị Hồng Loan cả nhà ơi. Chào cô. Đây có quà dưới quê gửi lên cho mọi người. Khoa gia nhập nè, khoa gia nhập nè cả nhà. À, đem vô luôn hả? Dạ. Thịt ngỗng nè cả nhà ơi. Đi giao liền ngỗng. Chắc một cái. Nó nặng lắm anh Khoa, kinh không nổi kìa. Khoa anh Khoa ơi. Thì sáng có hàng nhỏ. Đồ tươi á, đồ tươi á. Đúng rồi. Hỏi chị Lan coi có bột cà ri chưa. Không, ngỗng nấu chao nó mới ngon anh. Cái da cày á. Ai gỡ đồ tươi nha cả nhà, đồ tươi. Anh Khoa tươi ra rồi mọi người. Tươi ha. Chị Lan chị Lan kìa, chị Lan. Chị Lan cả nhà, chị Lan. Chị Lan. Ngon chưa ông ơi, quá rồi tụi em nó quá thèm luôn. Tại với ông rồi cậu. Ủa bên đây làm cái gì đây ta, chịu lon bật mấy được không chịu lon? Hả? Bánh bò thốt nốt. Gì chị nói gì? Bánh bò thốt nốt. À bánh bò thốt nốt. Bánh bò thốt nốt. Bánh bò mà bánh bò, bánh bò. Bánh bò thốt nốt. Bánh bò nha, chị lon bánh bò nha. Anh em nó hết bột lò lộn rồi đó. Lộn rồi. À, bánh bò nó phải đen vậy nha ta, quá hấp dẫn luôn. Ờ hút lốt là màu đen ha. Đó là chị ông Lo cũng đem cho cúng cùng làm đêm lên trước nha cả nhà ơi. Rồi lẹ đi. Rồi đó đây bánh bò thốt nốt ở dưới quê lên nha. Đi lại nha cả nhà. Lao không à, tại vì mấy kem đây đi nhà nội chơi rồi. Đó, cho nên trường lon lao lại cả nhà, lao lao cũng không ngon. Cô chú anh chị và bạn quay trở lại với kênh Tin Ba Miền nha. Cô chú anh chị hiện tại phía đang là tiền lon đang ngồi trong phòng máy tính nghe cô chú anh chị chút được nha. Có tên cho một chị khách đặc biệt con bán hàng cô chú. Cô này trường lon chị rất là gần với máy tính nha, sao chị bấm hẹt hẹt luôn không nha. Chị bấm Khoa thì đang là cuối cùng lấy đồ cho khách thôi. Khoa cũng bữa nay là cũng vất vả đó rồi. Anh Khoa giờ này cũng chưa tắm đâu mọi người. Nó không vất vả luôn. Tại vì chuyện lo giao đẹp cho bệnh viện á. Mộ. Cho nên rất là nhiều công việc. Đi chợ mua bông. Đi lon cầm tiền mỗi luôn nha. Chị Lâm cười cười đó. Khá là tươi lắm cả nhà ha.
nó đại gia đình chị Hồng Loan rất là thích thương, tươi cười ha. Nó làm bạn chị, cháu chị. Là 6 giờ 10 rồi nha cả nhà. Đây đồng hồ treo tường luôn cả nhà. 6 giờ 10. Cái cổng thuốc này nha, tại ổn là có mấy công an nó cũng vô nó kiểm tra cái nhà, phải bắt buộc phải xác quan phải gắn cái bình mà phòng cháy chữa cháy, tại vì cái mặt hàng chúng lo đoàn mặt hàng là tươi sốt không à, có thể dễ cháy cái nhà. Tâm thôi tới anh đại tới, hai chị em đang đang tắm rồi cả nhà. Anh đại tới gì hết trơn. Đây là khoa đang chốt đơn chú anh chị. Trên cầu phía trước này của chú anh chị, bé Xu cứu đấu ra phía trước nha. À, bé Xu ra những đồ ăn chuẩn bị là ở cùng với mẹ Loan đi xem show của anh Nguyên Vũ nha cả nhà. Thì bữa qua đó anh Nguyên Vũ nhắn tin với chị Nhi và chị Loan nói là tối ngày hôm nay có một show đó là đã thêm một tranh của nhạc đủ để mời chị Lan chị Nhi cùng đi đó, để show qua vừa mấy nhà đồ ăn vào trong nhà chị chị bùm bùm ra phía trước và chồng bùm bùm ra phía trước cả nhà.